nhập thông tin mật khẩu sản phẩm và cho hàng và tìm kiếm và còn thanh toán. Em không có cần đâu nhé. Và cái này là do không có đăng nhập bằng tài khoản đặc biệt cho nên là sẽ đẩy về trên các nhà. Bây giờ em vào là thì nó sẽ rất ao ra tài khoản khác rồi, bây giờ em sẽ đăng nhập bằng tài khoản đặc biệt. Khi đăng nhập vào tài khoản đặc biệt thành công
Tự nhiên là ở cái form này và cái menu ở trên ấy, khoảng cách sâu đấy. Chào chú quản này. Đấy, em nhìn này. Giữa từng bản ghi là sao nó chiếm dữ liệu nhiều này. Của em không có cái chữ này. NN này, email NN này. Có một tí đấy mà sao cái dòng nó chiếm khoảng bao nhiêu dữ liệu này. Mà khi đi bảo vệ là để điền dữ liệu cho nó đàng hoàng, xóa hết đi và thay dữ liệu mới. Nên NN nhà nghỉ à? Đây, có một tí dữ liệu đấy mà em để bao nhiêu ô rất là to và thô quá. Đấy, thêm update, bảo sửa đi mỗi tí đấy mà không sửa. Con ép hàng nhìn được anh làm rất cầu thả. Trăm trăm các bạn hai bạn làm Thái và bạn làm cái chỉnh rồi cho ta bạn không biết, chỉ biết là lỗi không thôi. Mà thầy đã bảo là cái không cần hiển thị thông tin nhiều như này, nên là chỉ hiển thị 5-6 cột thôi, còn đâu nên cho thông tin chi tiết để trong rất xấu rồi em kéo chứ. Vâng, cái gì? Thầy góp ý bao lần thì cậu có thay đổi đâu. Cứ vâng, sau này cứ để đấy. Đấy, em nhìn cái ngày tháng này. Vẽ tí thì cột. Mà nó bảo tiếng Anh thì Anh Việt thì Việt hết. Từ những cái đồ án sau yêu cầu là phải chuẩn bị chỉnh. Chỉ chiếm 30% điểm. Nào bây giờ thử thêm một sản phẩm mới xem. Sau đó quay sang phần lần. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mở phần quản trị đây gì sao vào phần quản lý loại sản phẩm quản lý không nó phải cho các thêm để bảo vệ cái hóa đơn thì sao có gì không có chứ em có cái là hóa đơn của em cũng có khi ở đây là một sự đoạn cho nên hóa đơn thì ngày mà gói mua nhất lên trên tức là hóa đơn mới nhất là trên và còn anh có được xem khi mà em thì có hóa đơn này thì cũng đây ạ, hóa đơn này ạ. Tôi có mô tả một chút địa chỉ. Xoay quá đi ạ. Cái địa chỉ đây ạ. Cái hóa đơn này có những sản phẩm nào? Đây có những sản phẩm này. Nhưng mà đây có những cái này của hóa đơn. Cái này là cái này. 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 Thank you.